Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui VTV. Ở thời điểm hiện tại sẽ là một tuần kể từ lúc mà Apple họ ra mắt cái phiên bản iOS 16.4 dành cho iPhone và những cái phiên bản OS khác dành cho những cái thiết bị khác của Apple. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một tuần trải nghiệm của mình đối với cái phiên bản iOS 16.4 phiên bản chính thức này nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi, đầu tiên á, thì mình có cập nhật cái phiên bản này vào đúng cái ngày mà Apple họ update luôn. Đó chính là vào thứ ba tuần trước, và tới thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ đúng một tuần kể từ lúc mà mình cập nhật lên. Thì mình cũng đã tiến hành đo lại cái hiệu năng bằng Grip N5 Pro để coi thử xem là hiệu năng sau một tuần chúng ta sử dụng thì nó sẽ như thế nào. Và ở đây phần History CPU thì chúng ta sẽ có cái điểm hiệu năng đơn nhân là 1867, hụt tí xíu thôi so với khoảng một tuần trước là 1868. Tuy nhiên điểm đa nhân thì nó có cải thiện hơn là 5352 so với 5312 ở trên cái phiên bản iOS 16.4 mà ngày đầu tiên mình cập nhật. Ngoài ra thì như các bạn có thể thấy nó chỉ có xem với phiên bản iOS 16.3.1 thôi, hoàn toàn thua so với những cái phiên bản beta 4 hay là beta 2 hay là beta 3. Đó, những cái phiên bản chính thức bao giờ cái hiệu năng của nó cũng như mình thấy thì nó đôi lúc nó sẽ thấp hơn. Nói về việc mà Apple họ bóp cái hiệu năng này lại á, thì sẽ không có đâu. Tuy nhiên thì sẽ có một cái vấn đề khi mà các bạn cập nhật những cái phiên bản iOS mới, những cái phiên bản chính thức thì Apple họ đã fix những cái lỗi còn tồn đọng ở những cái phiên bản beta rồi. Ngoài ra thì những cái tính năng cũng sẽ được hỗ trợ một cách nó đầy đủ hơn, cho nên khi mà các bạn cập nhật lên thì nó sẽ phải gánh những cái tác vụ mới, những cái cập nhật mới ở trên cái chiếc máy của chúng ta. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại sau khoảng một tuần mình sử dụng cái phiên bản này thì như các bạn có thể thấy mình gần như những cái ứng dụng nào mình dùng thì mình đều để nó chạy nền như thế, không hề tắt luôn đó. Nhưng mà khi mà mình truy cập vào thì gần như nó vẫn sẽ đáp ứng cho mình một cách rất là kịp thời. Ở tuần trước thì mình có chia sẻ với các bạn là khi mà mình truy cập vào cái ứng dụng Grip N5 Pro thì cái chiếc máy của chúng ta nó đơ một hồi rồi nó mới truy cập vào. Thì ở thời điểm hiện tại cái việc này nó đã được khắc phục xong, và như các bạn có thể thấy kể cả khi mà mình tắt Grip N5 Pro nè, máy của chúng ta vẫn vào tương đối là nhanh. Ok rồi đó, mình truy cập vào tương đối là nhanh ở trên những chiếc iPhone 14 Pro Max của mình. Tiếp tục là về phần pin để coi thử xem là trải nghiệm một tuần của mình như thế nào. Thì thật ra một tuần qua mình dùng cái con iPhone 14 Pro này tương đối là nhiều để mình có thể đi quay những cái clip sửa chữa về để mình có thể up lên trên kênh TikTok của Điện Thoại Vui. Thì ở đây mình sẽ show cho các bạn xem về tình trạng pin và sạc. Con máy của mình vẫn còn 100% dung lượng pin, mức dung lượng pin. Và cách đây vài hôm thì mình có tình cờ cắm máy mình vào ba U-tool và mình có check thử thì cái máy của mình á, 14 Pro nó đã đạt khoảng 272 lần sạc, như mình nhớ không nhầm là vậy. Tuy nhiên thì cái mức dung lượng pin tối đa của nó vẫn là 100%. Đây là một điều cực kỳ là tuyệt vời, và mình nghĩ á, là rất là ít những cái chiếc máy có cái khả năng như thế. Mình không biết lý do tại sao nha. Thực ra các bạn hỏi mình là dùng như thế nào để được như thế thì mình cũng vừa dùng rồi cũng vừa sạc thôi. Tại vì đôi lúc mình cần công việc mà, cho nên mình không thể nào đợi cái chiếc máy của mình nó sạc đầy xong rồi mình mới sử dụng được. Nói chung là mình cũng không có theo nguyên tắc nào cả, và mình vẫn có một cái trải nghiệm pin khá là tốt ở trên con 14 Pro này. Đó, 10 ngày qua chúng ta dùng gì? Ok, vào ngày thứ hai mình dùng hơn 100% một tí, khoảng là 110 đi phần trăm. Đây mình có thời gian lướt TikTok là khoảng hơn 3 tiếng nè. Tiếp tục mình có cái thời gian sử dụng cái camera là 1 giờ 11 phút để mình có thể quay những cái clip TikTok. Và tổng cái thời gian một ngày khi mà mình sử dụng với cái con iPhone 14 Pro này của mình đó là khoảng 7 giờ 50 phút mà mình có dùng sạc một lần. Về ngày Chủ nhật á, thì mình dùng khá là nhẹ nhàng thôi, lướt TikTok, Facebook, Telegram, check công việc thôi, trụ được 8 giờ 29 phút và mình dùng chưa tới 100%. Tiếp ngày trước đó nữa là ngày thứ bảy, cũng là một ngày mình quay tương đối là nhiều và mình dùng khoảng 125% cái mức dung lượng pin của máy mình. Với 1 giờ 24 phút mình sử dụng camera để quay và máy của mình chỉ trụ được khoảng 6 giờ 51 phút thôi. Vậy thì tự trung lại ở những cái tác vụ ví dụ như là quay video thì nó sẽ tương đối là tốn pin và hao pin khá là nhanh. Tại vì mình quay 4K ở 30 fps, và đôi lúc mình sử dụng cả macro để mình có thể quay clip nữa. Điều đó thì có thể cho chúng ta thấy đó chính là với những cái tác vụ mà của máy thì đôi lúc nó còn nặng hơn cả những cái app và chúng ta cài vào. Ví dụ như mình dùng tới tận là 3 tiếng 50 phút TikTok luôn, nhưng mà mỗi ngày mình đều dùng TikTok khoảng 3 tiếng, nhưng ngày nào mà mình ít dùng cái phần camera, ví dụ như ngày Chủ nhật đó, thì mặc định cái máy mình nó sẽ có cái thời gian sử dụng dài hơn rất là nhiều đó các bạn à. Và dựa vào cái mức sử dụng pin này và so với tuần trước khi mà mình chưa lên phiên bản iOS 16.4 thì mình thấy nó tương đối là ok. Từ thứ ba tuần trước cho đến tận là thứ hai tuần này thì cái chiếc máy của mình nó vẫn duy trì trung bình, nếu như mà mình không dùng camera nhiều thì nó duy trì cho mình khoảng là 8 tiếng rưỡi. Còn nếu như mà mình dùng camera mà quay video nhiều, chất lượng cao, 4K 30fps thì cái thời gian sử dụng pin của mình nó sẽ bị giảm đi xuống còn khoảng là 6 tiếng hơn, khoảng gần 7 tiếng thôi. Về lỗi thì gần như trong một tuần qua mình không có gặp bất kỳ một cái lỗi phát sinh nào đến từ cái phiên bản iOS 16.4 này cả. Tự trung lại thì với video lần này mình đã chia sẻ cho bạn trải nghiệm của mình khoảng một tuần khi mà mình dùng phiên bản iOS 16.4, phiên bản chính thức. Đây các bạn có thể thấy với cái phiên bản iOS 15 beta mình còn chưa có cập nhật lên luôn, tại vì là mình muốn để cái phiên bản này để mình có thể dùng một tuần và mình review cho bạn để coi thử xem là giữa muôn ngàn phiên bản iOS từ iOS 16.4 nè, hiện tại vẫn còn 16.3.1 hoặc là 16.3 nữa thì chúng ta nên ở lại hay là chúng ta nên lên. Tại vì mình thấy khá là nhiều bạn phàn nàn về iOS 16.3 cũng như là 16.3.1 rồi. Và đó, đây là cái trải nghiệm của mình sau khoảng một tuần. Những cái bạn nào mà chúng ta dùng 14 Pro, 14 Pro Max thì mình nghĩ là chúng ta cứ YOLO đi, thoải mái đi, không cần phải đắn đo làm gì đâu. Tuy nhiên thì đối với những bạn nào mà chúng ta dùng từ đời 11 trở xuống rồi á, thì các bạn nên suy nghĩ nha. Đối với những cái phiên bản mà chúng ta đã dùng ổn định rồi, pin bỏng ok rồi thì bạn không cần cập nhật làm gì nữa, cứ ở đó và chúng ta dùng một cách nó ổn định hơn. Tại vì khi mà các bạn lên thì những cái tính năng của nó thực sự nó cũng không có hỗ trợ nhiều cho những cái dòng máy kiểu như thế, cho nên là các bạn lên mà nó mất công, nó bị chậm hay là nó hao pin hơn thì lại rất là dở và chúng ta không có quay về được. Đó là cái lời khuyên của mình nha. Rồi, coi thử là máy của các bạn có dùng ổn hay không. Nếu như không ổn thì chúng ta có thể lên cái phiên bản này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Một tuần qua các bạn có trải nghiệm như thế nào về iOS 16.4 thì hãy chia sẻ cho mình cũng biết với nha. Rất cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.